xin chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay thì thời tiết Hà Nội nắng rất là đẹp và đội của DVH Audio thì có điều kiện được chú Khải xỉu ngay ở trong ngõ nhà mình. Đây nhà mình thì ngay đầu ngõ ở ngoài kia thì nhà chú Khải ở trong này. Để chú tin tưởng và có đặt đặt bên mình là một dàn âm thanh karaoke gia đình thì như trên trước cờ kính máy quay đây thì bộ âm thanh này gồm có một đôi loa này, một đôi loa BTS BT12V ở chính hãng. Và một dàn máy WeWood cục trầm calip, trầm điện calip 330. Thì cái này vừa nãy thì hôm qua mình bỏ ra test thì nó có cái tem calip ở đây, không biết nó rơi đâu mất rồi, tôi cũng chẳng tìm được cái tem của nó. Còn đây và dàn máy là đồng bộ WeWood luôn, micro WeWood SE68 này. Cái này thì là hàng nó thuộc cái phân khúc cao cấp của cái hãng WeWood này, giá nó cũng hơi đắt một chút. Chơi gia đình thì các bạn chắc là chơi gia đình mà nhu cầu thấp thì cũng chắc là cũng không chơi được cái dòng mic này giá nó hơi cao. Và một chiếc vang WeWood 4K thì cái này thì chắc là các bạn không lạ gì nữa rồi, gặp trong các clip trước của mình thì mình có test cho âm thanh ngoài trời ấy, cái vang WeWood này cái tiếng vang nó khá tốt, quánh ra ngoài trời cũng được, quánh trong nhà cũng được. Và phía dưới là một cục đẩy WeWood model là 6S, cục đẩy này thì công suất là 600W một kênh 8 ohm và đỉnh điểm là 1000W một kênh 4 ohm. Thì cái cục đẩy này thì là nó làm thế hệ sau này, nó làm dạng kiểu như đồ công nghệ số bây giờ, nó làm rất là hay. Nó có một cái màn hình ở đây thì nó hiển thị cái mức nhiệt độ này, nhiệt độ kênh trái này, nhiệt độ kênh phải này, và điện áp nguồn này, và nó hiển thị cả cái đèn báo mà, tức là tí nữa thì mình sẽ hát test thử thì các bạn sẽ thấy là cái vạch này là nó sẽ nháy ở đây là nó sẽ hiển thị cái mức tín hiệu đầu vào nhé. Còn cái phần bên ngoài là cái đèn báo này thì cũng như là các cái đẩy cơ bình thường thôi, nó khác mỗi cái và nó có thêm cái màn hình này thì nó giống với đồ số hơn. Và cái dàn âm thanh này thì có giá khoảng 30 triệu đồng các bạn nhé, tất cả hàng mới nguyên hộp, tất cả là hàng chính hãng mới nguyên hộp luôn. Và cái này thì mình bảo hành 1 năm. Và đối với các bạn mà ở gần ấy thì mình có thể đến tận nơi mình setup lắp đặt cho các bạn, còn đối với các bạn ở xa thì mình chỉ có cách là mình gửi xe hoặc là gửi qua bưu điện về cho các bạn thôi. Và cái này thì theo khoảng cách, ví dụ như là trong độ gần thì mình đến setup cho các bạn, còn ví dụ như là xa xa một chút thì các bạn được hỗ trợ mình một cái khoản chi phí, còn cái chi phí mình đi lại thì mình đến nơi mình setup cho các bạn. Rồi ok, bây giờ với một cái bộ âm thanh như này thì trong cái phòng là 3m2 chú nhỉ? Phòng này hơn 40m2 thì hôm qua thì chú Khải có qua nhà mình thì cũng có hỏi, thì với một cái mức không gian nó rộng như thế này thì không thể nào mà sử dụng các loa nằm truyền thống được. Nếu mà loa nằm truyền thống thì phải chơi BMW 1000 hoặc BMW 2000. Nhưng tuy nhiên là cái dòng loa nằm thì cái tiếng trung thì nó không thể nào nó mạnh được bằng cái loa full. Loa full này thì là cái tiếng trung, thì tiếng trung chúng ta trung thì cả tép nó rất là mạnh luôn, nên là hát được vào trong cái phòng này thì là đầy óc luôn, nghe nó đầy âm, nó không cái chỗ nào nó bị thiếu âm thanh. Full BTS rất là đẹp, vỏ nhìn như là làm bằng nhựa luôn đấy. Loa nhìn như là loa vỏ nhựa nhưng thực ra là thùng gỗ đấy, đẹp lắm các bạn. Cái này mình lên tới trước rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ test một đoạn karaoke cho các bạn nghe nhá. Hôm nay thì nổi hứng hát nhạc trẻ Ánh Nắng Của Anh. Mời các bạn đón nghe nhá. À bây giờ thì bật mic, test mic này đã. Nhiều khán giả mà test mic riêng nhỉ? Test mic riêng. Hả? Alo, test mic riêng. À, alo, test mic riêng này. Ok, mời đây. À đúng rồi, không phải lại tưởng mình hát nhé. Alo, 1, 2. Đây các bạn nhé, đây tiếng mic riêng. Alo, 1, 2. Ok, bây giờ thì mình sẽ test một ca khúc Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn là vòng tay ấm.
niềm hạnh phúc như trong cơn mưa chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, đời anh sẽ mãi không quên. Các bạn có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại như hoặc là truy cập cái fanpage DVH Audio của mình ở trên Facebook của mình nhé. Đấy thì hoặc là các bạn có nhu cầu thì hãy comment cho mình phía dưới, phía dưới clip các bạn đang xem có phần bình luận đấy. Các bạn có thể là bình luận hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ có nhân viên kỹ thuật sẽ hoạt động và tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.